Rất vui khi được gặp lại các khán giả thân yêu của Sống An Lạc trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có một thực tế không thể bàn cãi rằng trái cây là loại thực phẩm cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày nếu chúng ta mong muốn có một sức khỏe tốt và sống lâu hơn. Và các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng mỗi ngày chúng ta phải tiêu thụ ít nhất 3 miếng trái cây để cung cấp số lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vậy hàng ngày, quý vị đã ăn đủ số lượng trái cây được khuyến nghị hay chưa? Và quý vị có biết cách nào để sử dụng trái cây nhận về tối đa những giá trị dinh dưỡng hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Lạc sẽ mách cho quý vị cách kết hợp nhiều loại trái cây cùng với nhau để giúp đạt được gấp đôi, gấp ba lợi ích ban đầu. Cứ ăn vào là sống trẻ khỏe đến già, không lo bệnh tật. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, sau đây Sống An Lạc sẽ mách cho bạn cách kết hợp những loại trái cây với nhau để giúp hấp thu được nhiều dinh dưỡng nhất, lại có thể cải thiện sức khỏe. Thứ nhất là quả cherry, dứa và việt quất giúp chống viêm. Dứa chứa nhiều vitamin C và chứa một loại enzyme có tác dụng giảm viêm ruột, tăng cường chức năng miễn dịch và kích thích tiêu hóa protein. Hãy thử kết hợp nó với quả việt quất chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin A, C và E. Một chất chống oxy hóa trong cả hai quả việt quất và cherry chính là thứ mang lại cho những loại quả này màu sắc xanh và đỏ tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, bạn thấy một số quả cherry chua thay vì những quả ngọt vì chúng được chứng minh là có chứa lượng hợp chất mang lại tác dụng chống viêm mạnh hơn. Thứ hai là bưởi, kiwi và dâu tây giúp tăng cường miễn dịch. Kiwi, bưởi và dâu tây có thể cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn sự tăng cường cần thiết để giúp bạn luôn khỏe mạnh. Kiwi rất giàu vitamin C giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do có thể dẫn đến viêm trong cơ thể. Bưởi và dâu tây cũng là một số thực phẩm chứa nhiều vitamin C hàng đầu, chứa nhiều C hơn cả cam. Chúng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại bệnh tật. Hai loại quả này cũng giàu cả vitamin A và C. Hạt dâu tây cũng chứa các khoáng chất hỗ trợ chức năng miễn dịch. Thứ ba, kết hợp giữa sung, nho đỏ và lựu để chống oxy hóa. Ba loại trái cây này chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống lại bệnh tật, giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác hại của các gốc tự do và giữ cho chúng ta trông trẻ trung. Một chất có trong nho đỏ và rượu vang đỏ cung cấp các đặc tính chống oxy hóa và chống lão hóa mạnh mẽ, giúp chống lại bệnh tật và các dấu hiệu lão hóa. Nho cũng chứa nhiều chất giúp thị lực của chúng ta luôn mạnh mẽ và có thể giảm thiểu tác hại của tia cực tím. Lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hầu hết các loại trái cây và có thể giúp đẩy lùi tổn thương da do các gốc tự do gây ra. Quả sung không chỉ ngon mà còn rất giàu khoáng chất bao gồm kali, canxi, magie, sắt, đồng và là nguồn cung cấp vitamin A, E và K. Kết hợp một số loại trái cây chống oxy hóa này trong chế độ ăn uống của bạn để giúp chống lại bệnh tật và giảm bớt các dấu hiệu của tuổi già. Thứ tư là kỳ tử, dưa hấu và chanh giúp giải độc cho gan. Chúng ta không thể giải độc nếu không có sự trợ giúp của các loại thực phẩm giúp hydrat hóa và thải chất độc ra khỏi cơ thể. Vì vậy, hãy bắt đầu với dưa hấu, chứa 92% nước và cũng chứa một chất giải độc chính là glutathione. Nó cũng là một nguồn cung cấp lycopene, vitamin A và C, hỗ trợ thêm trong việc giải độc và chống lại các gốc tự do. Chanh cũng là một chất cử độc mạnh và có chất kháng khuẩn và kháng virus. Và đừng quên quả kỳ tử, những anh chàng nhỏ bé này là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa, vitamin, sắt và choline, những thứ mà gan cần cho quá trình giải độc. Thứ năm là quả mâm xôi đen, đu đủ và dưa lưới giúp làm đẹp da. Đây là những gì bạn nên ăn vào buổi sáng nếu đang cần giữ nhan. Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất collagen. Nó cũng chứa một loại enzyme gọi là papain giúp chống lại các tổn thương trên da. Quả mâm xôi là một loại trái cây ít đường, thơm ngon, chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A và C. Bạn chắc chắn cũng không muốn bỏ lỡ dưa lưới. Nó chứa beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và giúp làm cho làn da sáng và mái tóc chắc khỏe bóng mượt. Thứ sáu là chuối, bơ và táo giúp bổ sung năng lượng. Lần tới khi bạn đang tìm kiếm một chút nhiên liệu hoặc muốn nạp năng lượng trước hoặc sau khi tập luyện, hãy ăn những loại quả này. Những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng này sẽ bổ sung và giữ cho bạn đầy năng lượng trong nhiều giờ. Chuối cung cấp cho chúng ta năng lượng nhanh chóng và là một lựa chọn tuyệt vời trước khi tập luyện. Các chất béo lành mạnh trong quả bơ làm chậm quá trình tiêu hóa và tốt hơn để kết hợp vào bữa ăn sau khi tập luyện của bạn. Trong khi đó, táo chứa nhiều chất xơ sẽ giúp bạn no lâu. Chính vì vậy mà nó rất phù hợp để bổ sung năng lượng cho cơ thể đấy nhé. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng trái cây rất cần thiết cho cơ thể vì chúng chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất.
Đặc biệt, nếu bạn biết kết hợp chúng với nhau như những gợi ý vừa rồi của chúng tôi, lợi ích mang lại còn khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số loại trái cây, rau củ nếu kết hợp cùng với nhau có thể gây ra những phản ứng không tốt cho sức khỏe như ngộ độc, đau bụng, buồn nôn hay thậm chí có thể gây hại đến tính mạng đấy nhé. Vậy cụ thể những loại rau củ nào không thể kết hợp cùng với nhau? Hãy cùng tìm câu trả lời trong phần cuối của chương trình quý vị nhé. Thứ nhất, không nên ăn chuối với khoai tây, khoai lang. Khoai tây giàu carbon hydrate, trong khi đó chuối cũng dồi dào chất này và đường, không thích hợp với người béo hay người cần kiểm soát lượng tinh bột. Hai thực phẩm này kết hợp có thể khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi uể oải. Thứ hai, không ăn chuối cùng dưa hấu. Dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali, nồng độ khoảng 300-500mg trên 100g. Vì vậy, bệnh nhân bị suy thận không nên kết hợp ăn trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu. Hàm lượng kali trong máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, không nên ăn chuối với uống sữa sẽ khiến bị nặng bụng, không tốt cho tiêu hóa. Thứ ba, không ăn dưa vàng cùng với chuối. Đây đều là những loại quả ngon và bổ dưỡng, nhưng bạn nên nhớ không nên ăn cùng lúc dưa vàng và chuối nhé, vì hai loại trái cây này có chứa nhiều hàm lượng ion kali cao. Nếu ăn kết hợp, sẽ dễ gây nên bệnh suy thận. Thứ tư, ổi cũng không nên kết hợp với chuối. Để tránh tình trạng đầy hơi khó chịu, chị em nên tránh việc ăn kết hợp cả chuối và ổi, kể cả ở người lớn và trẻ nhỏ nhé. Vì trong ổi có chứa khá nhiều lượng vitamin C, nếu ăn cùng lúc với chuối, lâu ngày có thể dẫn đến chứng đau dạ dày, đau đầu. Thứ năm, không nên ăn quả hồng cùng khoai lang. Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit. Tác dụng với chất chát tannin và pectin trong quả hồng sẽ tạo thành những viên sỏi trong dạ dày. Lâu ngày sỏi có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết. Thứ sáu, cà rốt và củ cải không nên kết hợp cùng nhau. Cà rốt và củ cải đều rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi ăn cùng lúc hai loại rau củ này sẽ khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm. Nguyên nhân là củ cải giàu vitamin C, trong khi cà rốt chứa nhiều enzyme phân giải vitamin C. Ngoài củ cải, các loại quả giàu vitamin C khác như cam hoặc ớt cũng không nên ăn cùng với cà rốt. Bạn sẽ bị ớn nóng và thậm chí gặp các vấn đề về thận nếu ăn chung hai loại này. Tránh uống sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây cam kết hợp với cà rốt. Thứ bảy, dưa chuột với cà chua cũng không nên ăn cùng nhau. Dường như với những chị em phụ nữ thì đây là hai loại thực phẩm quen thuộc trong việc chăm sóc và làm đẹp làn da phải không nào? Trong cà chua chứa nhiều vitamin C, nhưng trong thành phần của dưa chuột thì lại chứa một loại men có thể phân giải vitamin C. Vì thế bạn chỉ nên dùng tách biệt hai loại thực phẩm này để tránh giảm lượng hấp thụ của vitamin C của cơ thể nhé. Thứ 8. Tránh kết hợp dâu tây và anh đào. Hai loại quả này có màu sắc đỏ giống nhau, rất giàu lượng vitamin C, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, cũng như giúp nuôi dưỡng, giữ gìn làn da sáng mịn hơn. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều, bởi nó có thể gây ra những kích ứng không mong muốn. Đặc biệt tránh ăn cùng lúc hai loại quả để tránh chứng kích động tăng thêm nhé. Thứ 9. Đậu nành và hành lá là những thực phẩm kỵ nhau. Đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, chẳng hạn như canxi hoặc protein. Nhưng trái lại, hành lá lại chứa rất nhiều axit oxalic. Khi bạn kết hợp hai món này với nhau, lượng axit oxalic trong hành lá sẽ phân hủy canxi chứa trong đậu nành. Việc này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Nếu bạn để tình trạng này kéo dài, điều đó dẫn đến việc những kết tủa không tan sẽ dần hình thành trong dạ dày của bạn đấy nhé. Ngoài việc tránh những sự kết hợp trái cây không phù hợp vừa rồi, bạn cũng cần phải lưu ý những sai lầm khi ăn trái cây sau đây kẻo gây hại cho sức khỏe. Sai lầm thứ nhất, ăn trái cây khi đói. Trái cây là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều axit nên không hề thích hợp sử dụng khi đói. Bởi lúc này lượng axit có trong chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, nhất là với những người có dạ dày yếu. Thường xuyên ăn trái cây khi bụng rỗng còn khiến bạn gặp tình trạng cồn cao ruột. Chính vì vậy nên sử dụng thực phẩm này đúng thời điểm để bảo vệ sức khỏe. Sai lầm thứ hai, ăn quá nhiều trái cây. Mặc dù giàu giá trị dinh dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều trái cây vì nó có thể gây phản tác dụng. Thông thường chúng ta có thói quen ăn nhiều trái cây một lúc, nhưng điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 phần trái cây, mỗi phần bằng khoảng 1 chén con. Bên cạnh đó, số lượng tiêu thụ trái cây còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Sai lầm thứ ba, ăn hoa quả thay cơm. Cơ thể chúng ta mỗi ngày cần khoảng 50 loại chất dinh dưỡng, đặc biệt là cần khoảng 65g protein.
trên 20 gram chất béo một ngày để duy trì sự sống, làm mới và tái tạo cho các cơ quan tế bào. Hoa quả chứa hàm lượng nước trên 85%, protein không đến 1%. Hầu như không có chất béo, vì vậy hoa quả mặc dù ngon miệng nhưng chỉ có thể làm dinh dưỡng bổ sung, không nên ăn quá nhiều. Sai lầm thứ tư, để quá lâu sau khi gọt vỏ. Hoa quả đã gọt vỏ bổ thành từng miếng nhỏ hay nước quả ép để càng lâu sẽ càng mất đi nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Vì vậy trái cây sau khi chế biến cần được ăn ngay để đảm bảo sự thơm ngon cũng như dưỡng chất. Nếu buộc phải bổ hoa quả từ rất lâu trước khi dùng, chúng ta nên ngâm quả vào dung dịch nước muối nhạt 1% để giữ lượng vitamin C có trong quả. Sai lầm thứ 5. Ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm. Trái cây được ăn sau khi ăn cơm xong để tráng miệng là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Thực tế thì thói quen này không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với dạ dày. Nguyên nhân là bởi sau khi ăn no, dạ dày cần thời gian để tiêu hóa lượng thức ăn vừa nạp vào. Nếu ăn trái cây ngay sau khi ăn sẽ khiến dạ dày bị quá tải, gây đầy bụng và các dưỡng chất không được cơ thể hấp thụ. Vì thế tốt nhất bạn nên ăn trái cây sau khi ăn cơm khoảng 1 giờ đồng hồ nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu vấn đề. Ăn những loại trái cây này cùng nhau tốt hơn thuốc bổ. Thứ nhất là quả cherry, quả dứa và việt quất giúp chống viêm. Thứ hai là quả bưởi, kiwi và dâu tây giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thứ ba là quả sung, nho đỏ và lựu giúp chống oxy hóa. Thứ tư là kỳ tử, dưa hấu và chanh giúp giải độc cho gan. Thứ năm là quả mâm xôi đen, đu đủ và dưa lưới giúp làm đẹp da. Và thứ sáu là quả chuối, bơ và táo giúp bổ sung năng lượng. Hãy thử với những sự kết hợp này ngay hôm nay bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.